Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đến với chương trình Nấu Cùng Chuyên Gia, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bánh thạch 3D có hình hoa phượng. Những cái dụng cụ để làm chúng ta cần chuẩn bị này. Thứ nhất là xi lanh này, kim G18. Chúng ta sẽ sử dụng cái kim G18 này bẻ cong để vẽ hoa và lá. Sau đó sử dụng một cái kim nhỏ này để làm đài hoa này. Và bộ tỉa như thế này để chúng ta tạo cành. Về phần màu để tạo hoa thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị 4 màu. Màu thứ nhất là màu hoa phượng đỏ, chúng ta sẽ sử dụng cái bột gạo đỏ để nấu. Và cái màu nhị vàng, chúng ta sẽ sử dụng bột bí đỏ và hạt dành dành. Còn cái màu xanh lá cây, chúng ta sẽ sử dụng trà matcha của Đài Loan. Và cái phần thân cây nó màu nâu, chúng ta sẽ sử dụng siro sô-cô-la để làm. Cái cách pha màu thì các bạn xem lại các số Nấu Cùng Chuyên Gia trước, mình đã hướng dẫn rất kỹ rồi, phần này mình sẽ không nói lại nữa. Để bắt tay vào làm cánh hoa phượng thì đầu tiên chúng ta phải tạo cành, tạo dáng cho cái cành hoa phượng của chúng ta trước. Nếu các bạn không quen, các bạn có thể vẽ dáng sơ cái dáng cành ở đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái bộ tỉa này và chúng ta cắt, chúng ta khoét theo cái dáng cành đấy. Khi mà tạo cành thì các bạn không nên tạo cành thẳng đứng, nhìn cái bánh cứng. Chúng ta sẽ tạo một cái cành rích rắc đi một chút. Chúng ta sẽ sử dụng que tỉa để tạo cái cành. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng phần cuối cành này này. Bắt đầu từ bánh ra, chúng ta sẽ sử dụng cái đầu que tỉa to. Sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang que tỉa nhỏ hơn về phần phía đầu cành. Một cái bộ tỉa này nó có tất cả là 4 đầu tỉa khác nhau, nên chúng ta sẽ linh động tùy vào cái cành một hay là thân cây hay là cái vị trí khác để chúng ta sử dụng những cái đầu khác nhau để làm. Nhưng bạn cố gắng là đừng bao giờ làm cái cành này nó thẳng đứng là được. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái nhánh nhỏ này để làm những cái cành nhánh. Và hoa của chúng ta phải lưu ý là luôn luôn phải đi từ những cành nhánh này đi ra, không làm từ cái cành thân chính đi ra nhé. Sau khi khoét xong, chúng ta bỏ hết những cái phần thạch dư này ra. Ta bỏ hết những cái phần thạch mà chúng ta đã khoét ra. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái kim y tế bẻ cong. Chúng ta sẽ hút màu, đầu tiên chúng ta sẽ hút màu đỏ để tạo nhị trước. Chúng ta cắm xuống này, cách khoảng tầm 2 ly chúng ta sẽ xòe ra 5 cái nhánh nhị khác nhau. Các bạn bơm nhanh tay lên nó sẽ không bị rút sợi. Tiếp đến chúng ta sẽ hút được cái phần màu vàng. Hút phần màu vàng này, chúng ta sẽ đi theo đúng cái đường màu đỏ này. Đưa dài ra hơn cái đường màu đỏ một chút, chúng ta ấn nhẹ để làm sao cho màu đỏ, màu vàng nó trởm ra bên ngoài. Sau khi xong phần nhị, chúng ta sẽ làm đến phần cánh. Khi mà vẽ kim 18 như này, các bạn lưu ý này, khi chúng ta cắm bao giờ cánh hoa nó cũng phải sát vào phần nhị này nhé, nó ôm sát phần nhị này. Đấy. Sau đó chúng ta hơi xếch kim xuống một chút, dùng cái đầu mũi kim quay tròn một vòng.
chúng ta quay một lần thôi thì cánh nó sẽ mịn. Quay tròn này. Đến đây, chúng ta thu kim về để được đoạn cuống nhỏ ở đây. Cái cánh hoa phượng nó có một cái đoạn cuống rất là bé ở đây. Nếu như chúng ta, khi mà chúng ta quay này, các bạn lưu ý là chúng ta chỉ quay cái đầu kim này thôi. Quay cái đầu kim đến đây, chúng ta thu kim về. Chứ đừng quạt một cái xuống này, nó sẽ thành cánh hoa đào đấy. Ở hoa phượng, bông hoa phượng bao giờ nó cũng có một cái bông cánh tiên. Chúng ta sẽ làm lẫn hai màu vàng đỏ. Chúng ta làm màu vàng trước này. Các bạn bơm nhanh tay. Sau đó hút màu đỏ tiếp tục đi luồn xuống phía dưới để cho nó che cái phần cuống vàng đi và hòa lẫn hai cái màu này vào với nhau. Tiếp tục làm nốt có 5 cánh tất cả. Quay phần đầu này. À, chúng ta quay một lần thôi thì cánh nó sẽ rất là mượt. Như này cũng thế. Chúng ta tiếp tục lặp lại bông thứ hai, nó sẽ sát cạnh với cái bông thứ nhất. Cũng làm nhịp 5 cánh như đây. Đi cái đường màu vàng đằng sau cái phần nhị này. Đấy, cho ra dài hơn cái phần màu đỏ một chút. Các bạn nhớ là cái phần nhị vàng này chúng ta giấu sau cái đường màu đỏ. Chỉ thò ra ở một chấm tròn ở đầu nhị thôi. Chúng ta sẽ làm tương tự tiếp theo, những cánh tiếp theo. Nhớ là phải xoay đầu mũi nhọn của kim. Khi mà các đa số các bạn mới ấy, sẽ ủi ngang kim như này, nó sẽ ra cái hình cánh quạt. Và cái lỗi hay mắc nhất chính là cái lỗi ủi như thế này. Đấy, chúng ta sẽ ủi ngang như này. Như thế nó cái cạnh này nó sẽ không đủ sắc để xé. Nó như là cái sống dao ấy, các bạn phải xé bằng mũi dao cơ. Đấy, chúng ta sẽ làm 3 bông trụm lại với nhau. Chúng ta sẽ làm 3 bông trụm với nhau. Trụm lại với nhau thành một cụm hoa ở đây. Cái nhị khi các bạn ấn đều tay này. Chúng ta ấn mạnh nó sẽ phụt ra một cái đầu nhị rất là to.
Đấy, chúng ta đi thành một đường thôi, cái cánh nó sẽ rất là mỏng. Sau mỗi một lần là bơm xong, nó có cái màu nó tràn bề mặt này, chúng ta sẽ vét sạch. Hướng tay
phía ngọn nó sẽ nhỏ dần đi và nó có nụ. Chúng ta sẽ làm cái bông hoa nghiêng vào những cái vị trí như thế này. Đấy, chúng ta sẽ vẽ ba cánh không cần nhịn. Tương tự ở những vị trí này cũng vậy. Chúng ta có thể chỉnh cái dáng chùm hoa của chúng ta bằng cách bổ sung thêm những cái bông hoa nghiêng này. Chúng ta sẽ kết thúc phần hoa. Đấy, chúng ta sẽ làm đài cho những cái bông hoa của chúng ta bằng chiếc kim nhỏ này. Đấy, chúng ta sẽ làm đài hoa. Chúng ta sẽ hút màu xanh nhé. Màu xanh này. Những cái bông hoa nghiêng này thì chúng ta sẽ đâm luồn xuống phía dưới cánh để nó che đi những cái phần gốc cánh nối với nhau. Vị trí của đài này nó sẽ nằm ở giữa các cánh. Khi chúng ta cắm đài, chúng ta phải cắm ngang ra, ngang cái kim ra để cho cái đài này nó không chọc vào phần cánh hoa mà nó cũng không chĩa lên phía trước như nhị. Khi bơm thì là các bạn luôn luôn nhớ là mình phải nhấc cái đầu mũi kim lên để cho màu nó không bị trào ngược ra phía đằng sau. Nếu các bạn không quen thì sau mỗi một bông chúng ta sẽ làm đài hoa luôn.
Sau khi đã làm xong cái phần đài, chúng ta sẽ bỏ sạch, bỏ hết những cái phần màu nó trồi lên phía trên ở đây. Tiếp đến chúng ta sẽ làm những cái chùm nụ. Để làm phần nụ này, chúng ta sẽ đưa kim xuống và chúng ta bơm thật mạnh. Nó sẽ phồng ra những cái đường rất là to như thế này. Kim bơm chúng ta đừng bơm một chùm ngang ra như cái quạt nhé. Chúng ta cố gắng tạo nó thành cái dáng như hình tháp, nó sẽ đẹp hơn. Thank you.
lấp đầy các cành lên là xong. Sau khi thấm khô xong cái lớp bề mặt của bánh, chúng ta sẽ tiến hành đổ đế. Mình sẽ đổ một lớp đế trong với nấu với hoa đậu biếc. Các bạn ngâm hoa đậu biếc khô ra lấy một màu xanh rất là đậm như thế này. Đấy, chúng ta lấy một màu xanh đậm. Sau khi nấu phần hoa đậu biếc thì xong, chúng ta sẽ lấy một cái bánh flan. Hoặc các bạn có thể thích ăn béo hơn, có thể dùng chi hoặc là dùng cái cùi dừa non, chúng ta sắt nhỏ ra cũng được. Chúng ta nghiền nhỏ cái bánh flan này ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đổ cái lớp đế hoa đậu biếc vào phần bánh của chúng ta. Chúng ta sẽ rắc giải đều cái phần flan này lên. Các bạn dàn nó ra nhé, đừng để nó túm lại. Nó sẽ như những cái đám mây ở trên bầu trời xanh ấy. Trong lúc chờ lớp đế để nguội, chúng ta sẽ tiến hành nấu lớp đế thứ hai, chúng ta phủ lên phía bề mặt này. Sau khi lớp đế này đông lại, chúng ta sẽ đổ một cái lớp sữa cốt dừa, lớp đế màu trắng, cốt dừa này, lá dứa thứ chúng ta sẽ đổ vào. Chúng ta đợi lớp đế này đông. Chúng ta lưu ý là luôn để cho bánh nguội trong nhiệt độ phòng rồi mới cất vào tủ mát nhé. Để trong tủ mát khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ thì ăn sẽ ngon hơn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cành hoa phượng để đón chào mùa hè. Sau khi cái lớp đế trắng này nó đã đông rồi, chúng ta sẽ úp bánh ra nhé. Đấy, các bạn kéo nhẹ ở đây cho cái bánh nó tách ra, úp ra khuôn thôi. Và hy vọng với sự hướng dẫn của mình, các bạn có thể tự tay làm được những cành hoa phượng này để trao tặng bạn bè trong những tháng hè. Và bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi, mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn các bạn trong những chương trình tới. Xin chào tạm biệt.